tiết mục câu lương bà rượu xin được phép bắt đầu. Theo anh này để câu giả dạ, cả đây. Sao vậy nhỉ, không có cái hang nào hả? Con cá đó qua đây chúng ta đâu rồi, bật lên ra nó cái chân kiến nẻ nát á, cái chân kiến nẻ nẻ nạnh nạnh á. Đi. Đi không? Đúng. Nhắc rồi hả? Bún bún rồi. Rồi sao hết rồi rồi. Rồi vô coi đi. Ghê vậy? Cái tập luôn hả? Không bố vậy trời. Chả lâu lấy bò anh ra. Chạy sao quay phim được? Có khỏi không ơi, nào ông lên câu rồi quay ghi ghi đâu ghi không, để cho nó ăn xíu giờ nó nuốt rồi hết nồi rồi lưỡi này mà nuốt cái nước nồi xong nó đậu xanh để cho nó ăn đi, ăn nuốt á để nó ghi ghi còn nhà thôi ghi. À. Làm quỷ gì đâu mà tôi biết mà anh cũng tao biết cặp cặp luôn nhất nhé rồi anh đối với công nhận đó có một cục. Đứng à? Ông xanh lượng mới vô hơi cao. Còn nước xanh đó. Lượng vô không rồi?
Không ra hả? Kiếm đường nó giật bên bà rồi. Được chạy con mé đây nè. Trời ơi, khủng 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 khủng. Để cho nó dính đi, cho nó dính cho thể gãy. Có bột mũ không? Có nè. Ừ. Rồi đầu nó kiện rồi nó chết luôn. À, có nhậm nào nữa. Có nó cục mồi đó mà, mồi ngay miệng đó. Mè, ngâm táp chút tay. Cuối cùng cũng có kết quả. Cái bọc đi xịt. Ngay miệng mà đó. Ra lấy cây chọt đó, nó cắn cái tay cái trẻ quá. Ê, ơi. Đậu xanh. Em cài em kìa. Nè. Cứu không? Chọt đầu xuống cái ngắt nè. Cho nó ngậm cái cây đi. Cây. Nó không biết chỗ. Thôi trào máu rồi, chết mẹ. Chút chín ngắt. Được không? Chọt cái lỗ lưới vô cái cây đó chứ gì. Chọt ngờ vô cây, chọt xuống. Táp tay ạ. Ngậm luôn. Chọt chọt ngậm luôn. Đâu mà. Ôi trời. Nhớ cầm tay ạ. Chết thì chị đang dạy cháu luôn. Cháu luôn vô địch. Kiếm con anh em mình. Kiếm con. Má mày nuốt gì vậy bay. Hứa nghe cái bực ra đó. Lên khúc đó mà. Trời. Chọt
cây là chọt lỗ lưới xưa vô, chọt lỗ quả cây nè. Xích vô ruột chạy theo mẹ lỏ. Rồi vô đây nè. Vô. Xích vô. Ngày mé mương. Chết rồi, đúng rồi. Coi. Đi cái buổi trời với đừng con. Đậu. Thì lấy cây cán cái miệng nó ra. Chụp cây. Không lương. Sao nửa chục mà đụng mương vậy hả? Trưa giờ. Rồi, nghe chưa? Chết gắt luôn rồi. Cái bọc hũ đâu? Trời quá khiếp. Còn mỏng mỏng của mình mà. Để đi làm cái bọc khác. Ủa là con. Chết được. Ngày nãy em chọc vô rồi nó ngậm rồi. Ủa mà trộm rồi. Chụp kìa. Bọc em đầu tiên. Ừ, trời ơi.